Hồi hello, xin chào cả nhà mình nhé. Thì hôm nay Toàn sẽ làm một cái thí nghiệm này, cách mà Toàn sẽ dâm một cái cành dúi này và một cái cây trúc Phật Bà nha. Có nhiều anh em hỏi thì Toàn sẽ làm và Toàn quay clip lại. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 9 2023 nha cả nhà. Thì khi mà Toàn làm xong hết, khi mà cây lên mầm thành quả rồi, Toàn sẽ ghép hết tất cả video lại và Toàn đăng lên cho anh em mình xem. Đó. Trong video này Toàn nói ngày giờ luôn nha anh em ha. Hôm nay là buổi trưa, 10 giờ trưa này, ngày 17 tháng 9 này nha anh em ha. Toàn test cho anh em mình xem cái thí nghiệm nó như thế nào. Còn đây là cái chất kích rễ của Toàn. Thì Toàn sẽ dùng cái này Toàn quét nó lên cái đầu gốc này. Còn các kia là Toàn đã Toàn cắt cưa và Toàn tha keo liền xẻo nha. Toàn cái trên toàn bộ đều là Toàn tha keo liền xẻo, Toàn cắt cưa, Toàn gọt hết rồi. Toàn rửa hết toàn bộ thân rễ hết rồi. Thằng này cũng vậy. Đó, Toàn chỉ tha vào những cái mạch cắt dưới gốc này thôi nha. Đó, để cho kích rễ nha. Đó, còn ở thằng trúc Phật Bà thì Toàn giữ ngọn như thế này, sau này nó sống khỏe rồi Toàn mới cắt ngay cái mắt này. Đó, cái này cũng vậy nha. Đó, cái kích rễ này nó áp dụng được cho tất cả các dòng nha anh em ha, dòng cây nào cũng được hết nha anh em ha. Và Toàn thấy áp dụng cho tất cả các dòng nào Toàn dùng Toàn cũng cắt và Toàn ấy được hết cả. Nhưng mà thằng dòng dúi là mạnh nhất, thằng dúi là Toàn chỉ cắt ngang thân nè, Toàn không có rễ kia, Toàn cắt ngang thân như thế này. Đó, sau đó Toàn sẽ dùng một muỗng, hai muỗng cà phê Toàn hòa ra một xíu nước như thế này thôi. Đó, rồi Toàn quét nó lên như thế này. Anh em mình có cái cỏ thì quét nó sẽ đều hơn nha. Ở đây Toàn quên cầm cái cỏ, Toàn đang ở dưới vườn, Toàn bỏ trong cái ba lô mà sáng Toàn cầm hôm qua cầm về quên cái cỏ. Cái này cái mặt cắt là Toàn cắt hơi ẩu nè, nhưng mà thôi nha. Đáng lẽ cắt nó phản lìa luôn cho nó mới đẹp nha anh em ha. Này Toàn làm thử nghiệm nó ở chế độ dày luôn mà nó ra thì nó còn hay hơn nữa nha anh em ha. Nghĩa là cắt nó xù xì. Nhưng mà anh em lưu ý là khi này nó ra rễ là ra cái các mép này. Mình phải gọt các mép này cho nó, gọt mấy cái đầu mép này cho nó phẳng nha, nó không bị dập nha. Sau nó ra rễ những chỗ đó nó sẽ ok nha. Đó, Toàn quét sơ nó lên dày thôi nha anh em. Đó. Quét sơ cái mặt dưới, mặt cắt dưới này này. Đó, cái chỗ mà nó sẽ ra rễ đó. Những cái chỗ ra rễ như thế này này. Đó. Nếu mà anh em mình làm như vậy nó thành công là nó có một cái rất là hay ở chỗ là sau cái cây của mình không có mạch cắt nha anh em ha. Nghĩa là những cái cây mà mình chỉ cần cắt cái ngọn của nó này. Đó, cắt cái ngọn của nó như thế này thôi. Sau cái cây nó không có mạch cắt. Mình muốn cắt cái cây nó khúc chỗ đấy, nó lắc chỗ đấy, mình làm lắc chỗ đấy. Ví dụ như cái đoạn nhỏ này mình làm mini nó lắc chỗ đây, mình cương chỗ đây, mình tha đầu ở đây, xong mình dăm xuống thì mình được một cúc lắc như thế này, cây này sẽ hay hơn nha anh em ha. Ở đây Toàn làm cái cây này, Toàn sơ này Toàn muốn trồng nó như thế này nè. Đó, trồng vô chậu nó như thế này nè. Đó, nó sẽ hay nha. Đó, tha lên vậy thôi nha anh em ha. Thằng này cũng vậy thôi, Toàn tha nó lên như vậy. Sau khi tha lên thì anh em mình đừng có vội trồng liền nha. Đó, để nó khô ráo ráo, để cho nó 5-10 phút gì đó cho nó khô thấm xíu. À, cứ tha lên cho nó thấm rồi cũng là tha lên tiếp một lớp nữa anh em ha, cho nó ráo ráo xíu. Sau khi anh em mình tha được như thế này rồi á thì anh em mình ủ nha, ủ trước khi trồng nha. Chúng ta ủ ít gì cũng phải 25 ngày. Chúng ta tháo ra thấy nó cái thân dưới này này nó nổi mủ trắng lên, như cái dúi này hoặc là những cái cây mà nó có mủ này nọ nó sẽ nổi cái mủ trắng lên nha. Còn đối với trúc tre thì nó sẽ phúng mầm ra, phúng mầm rễ ra. Còn này này sẽ nó phun cái mũ trắng ra và nó sẽ bắn rễ trắng ra. Lúc đó chúng ta sẽ đem trồng với cát 100% thì coi nó sẽ ok nha. Thì những cái giai đoạn đó lúc đó Toàn sẽ quay những giai đoạn lúc đó sau. Còn bây giờ thì trước mắt là Toàn sẽ quay những cái giai đoạn này. Đó, sau khi chúng ta ủ như thế, sau chúng ta tha rễ như thế này là bắt đầu chuyển qua giai đoạn ủ nha. Thì cả nhà mình chuẩn bị giúp cho Toàn một cái giá cạch tông. một cái bị đường bị trắng, cái bị kính trắng lớn nha, để chúng ta quấn lại rồi chúng ta để vào trong mát nha anh em ha. Thì giá cạch tông thì Toàn sẽ cho anh em mình xem, Toàn quấn cái cây này trước nha. Đây, Toàn sẽ đem ra ngoài kia, Toàn quấn cái giá cạch tông nè. Thì bữa nào anh em mình sẽ chờ kết quả của nó nha. Sau khi chúng ta ấy như này nha, để cho nó khô lên nha. Thì Toàn sẽ quấn cái giá cạch tông vào. Đây, giá cạch tông này.
giấy cạch tông là cái giấy thùng anh em ha. Cái thùng này mình có sẵn cái giấy thùng này, nhúng nước ướt hết đi. Cái này là toàn có sẵn này, toàn hồi xưa toàn làm. Tháo ra vẫn còn để im này. Giờ tận dụng lại làm cho cái cây dúi này luôn anh em ha. Đó, sau khi chúng ta ấy cái giấy cạch tông mà nhúng nước nó như thế này rồi này. Nó ướt như thế này rồi. Chúng ta nhiệm vụ anh em mình chỉ cần để nó lên như thế này. Đó, anh em thấy chưa? Anh em mình để lên như thế này nha. Rồi, quấn lại. Quấn lại như thế này nha anh em. Quấn đừng có để ép nó quá. Miễn sao nó ấm nằm bên trong nha, được rồi. Đó. Nó như thế này anh em ha. Sau đó chúng ta tiếp tục là chúng ta bỏ cái giấy cạch tông nó lên một cái bị kính trắng. Ở đây toàn chưa có bị kính trắng, toàn dùng cái thằng này tạm. Đó. Thì toàn lại lột lên một lần nữa. Thằng này cái đầu nó nằm nó hơi khó đây. Toàn sẽ quay nó lại nha anh em. Quay nó lại để rồi nó sẽ hụt. Đó. Thì cái đầu này còn trùm nó lại như thế này. Đó. Trùm kín lại. Anh em thấy không? Thì sau khi anh em mình trùm rồi á thì anh em mình giả dụ nó giống như ở dưới mặt đất vậy. Đây, cái tấm bạc toàn như thế này. Là nó đang ở dưới mặt đất như thế này nha anh em ha. Đó, giả dụ nó đang ở dưới mặt đất như thế này. Thì nhiệm vụ của anh em mình này, chúng ta làm giống như là nó đang sống ở trong môi trường dưới đất vậy đấy. Chúng ta bỏ nó ra đây. Anh em thấy chưa? Thấy bỏ nó ra đây chưa? Rồi, tủ bạc lại. Rồi, chùm kiếm xuống. Đây, lót chậu lên, chùm kiếm xuống. Đó, chùm kiếm nằm ở phía dưới đó nha anh em ha. Đây, bên này cũng vậy. Toàn sẽ lấy những cái chậu này toàn đè kiếm lại. Đó. Có những cái chậu mà đây, chậu trong cành đây để kiến xung quanh lại như thế này, không cho nước mưa vào, không cho cái bất kỳ một cái gì vào, nó nằm một cái độ ẩm nằm phía dưới như vậy. Rồi là nó nằm trong đó tầm khoảng 25 ngày, anh em mình tháo ra chắc chắn là nó sẽ phúng mầm phúng đọt ra. Bây giờ toàn để tạm đây nha, sau 25 ngày toàn sẽ quay video lại cho anh em mình xem nhé. Rồi toàn xin phép xuống video trước. Sau 25 ngày thì nó búng mầm, toàn sẽ quay video và toàn ghép video lại, toàn gửi cho anh em mình xem cái kích rễ này nó như thế nào. Sau khi mà nó hiệu quả ấy, thì anh em nào muốn mua cái loại kích rễ này thì inbox toàn nha. Đó, đó là lý do vì sao mà toàn dâm được phôi hàng loạt nha. Đó, làm hàng loạt coi như thế này. Nhưng mà nó vẫn bảo đảm được rễ khỏe và chúng ta vẫn xếp rễ xếp đế được nha anh em ha. Và chúng ta sẽ có được những cái coi nó đẹp hơn, so đúng ý mình hơn nha anh em. Rồi, toàn xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay toàn tiếp tục quay lại một cái video mà cái hành trình mà lúc trước toàn ủ một cái phôi dúi nha anh em ha. Thì cũng là vị trí cũ này. Thì tí nữa toàn sẽ ghép cái video lần 1 vào cái video lần 2 này. Thì video lần 1 là toàn quay hồi ngày 17 tháng 9 là toàn có nói trong video rồi. Hôm nay là ngày 26. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 được một tuần anh em. Thì bản chất nếu mà chúng ta ủ kỹ thì anh em mình ủ tầm khoảng 25 ngày. Đó, 25-30 ngày thì nó an toàn nhất. Nhưng mà ví dụ trong vòng một tuần thì nó do cái mùa này là mùa anh em mình đào dúi về ủ dúi là nó sống rất là khỏe nha. Nó còn tùy mùa nữa, mùa này dúi rất là mạnh. Cho nên là toàn thì chồng toàn có kinh nghiệm rồi. Thì trong cứ một tuần toàn theo dõi một lần. Thì hôm nay được một tuần này toàn theo dõi. Nếu như mà nó kéo mũ trắng á và ở trên da có hiện tượng kéo sẹo mà nó lên mầm tơ nhỏ thì mình có thể trồng luôn được nha anh em ha. Còn nếu nó chưa thì anh em mình ủ lại tiếp. Đây cũng là vị trí cũ này. Toàn sẽ tháo ra. Bữa trước còn đè như thế nào, hôm nay toàn tháo ra. Toàn lấy mấy cái bầu toàn đè lên thôi. Rồi cũng quăng xuống đất vậy thôi. Tạm thời chúng ta lấy 3 bầu thôi nha anh em ha. Để cái mặt bên kia đi. Lỡ như cây nó chưa có gì, nó chưa có hiện tượng gì thì anh em mình trồng lại rồi kéo lại tiếp. Rồi kéo ra thấy kiến quá trời anh em. Này giờ kiến vào làm tổ. Đây, toàn ủ như thế này. Đó. Lúc trước ủ sao thì giờ cũng để im vậy thôi. Kéo ra nè. Ồ, thân vẫn còn tươi nha anh em. Một số lá giữ lại vẫn còn tươi nè. Lá còn tươi nè. Số lá vẫn giữ lại vẫn còn tươi nè. Đó. Cái chỗ nào mà cắt mà kỹ á, gọt kỹ á thì nó không khô. Chỗ này như cắt gọt không kỹ nè, bị nứt cái thân ở chỗ đây nè. Đó, nó bỏ khô này. Nó khô vô đây nhưng mà khúc chỗ đây còn tươi. Nó khô chỗ đây nè. À, em tha
còn những cành này tươi hết, cách mà anh em mình gọt kỹ á, kéo sẹo luôn rồi nè anh em, đó nên thằng này tươi kéo sẹo nè, ồ kéo nu sẹo lên ha, kéo nu sẹo hết rồi anh em, nó kéo cái đọt trên kéo nu sẹo đó, ôi kiến làm tổ anh em ơi, này ủ hai ba lớp như thế này, lớp giấy bóng giấy ấy, lớp giấy gạch tông. Ồ, kiến làm tổ quá trời luôn. Thì kéo sẹo rồi anh em ơi, kéo sẹo rồi. Đây anh em nha, mình cho anh em xem nha, trực tiếp luôn nha. Này thân dưới này nổi mũ này, là chuẩn bị cho rễ này. Đó. Có một số cái mầm nhỏ nhỏ lên mầm non này, lên mầm non này anh em ha. Lên mầm non nha. Nổi mũ trắng này, đó là những này nó sẽ phúng rễ ra nha anh em ha. Đó. Tiếp theo nữa là cái phần kéo sẹo này. Hồi trước tuần cắt chỗ đây hơi ẩu nha anh em, hơi ẩu này. Cắt không đều này. Nhưng mà nó vẫn kéo sẹo này, anh em thấy cái sẹo nu trắng lên không? Kéo đường viền này là nu sẹo nha, nu sẹo mới bắt đầu hình thành này, còn nhỏ nha. Nhưng mà ok vẫn trồng được nha anh em. Đó, cái mặt bên đây anh em mình thấy cái sẹo kéo không? Đó, cái sẹo trắng đó. Nó kéo nè anh em thấy không? Kiến quá trời, do mình để dưới đất nha anh em. Kiến thì anh em mình tập tính của nó, cái chỗ nào mà nó ủ kiến thì nó sẽ vào làm ổ thôi, nhưng mà kiến này, dòng kiến này nó không có cắn nha, không có độc, không có đều nha. Nó làm tổ vậy thôi. Ồ, kéo sẹo rồi nha anh em. Thì cỡ này anh em mình lấy ra trồng được rồi nè. Cỡ này anh em mình lấy trồng. Thì trồng nó như thế nào thì chúng ta chỉ trồng cát thôi nha anh em ha. Trồng cát, chúng ta trồng vào cái bầu cát rồi chúng ta lấy cái bị giá cà tông này quấn hết trên thân cho giữ mát nha. Rồi chúng ta để cây vào trong mát. Rồi xin lỗi anh em mình nha, tiếp tục quay lại nha. Đang quay thì máy nó báo hết dung lượng nên tôi phải xóa bớt rồi tôi mới quay lại tiếp cho anh em mình đây. Thì đây. Anh em mình xem nha. Cát đầu cát nó kéo sẹo nha. Cái mặt cát kéo sẹo nha, lá vẫn tươi nha. Đó. Rất là ok luôn. Cái nào mà gọt kỹ thì nó kéo sẹo hết, còn cái nào mà gọt không kỹ thì nó không kéo sẹo. Đó, kéo sẹo hết nha anh em ha. Rất là đẹp nha. Cái dưới này nó cũng kéo sẹo nha. Đang bắt đầu kéo sẹo dần hết. Thân thì bắt đầu nổi mũ lên hết rồi. Đó. Cây này toàn sẽ trồng nó dáng như thế này. Đó, tùy anh em mình. Còn như toàn còn trồng vậy. Nè, nó nổi lên cái mầm trắng trắng trên thân này anh em thấy. Đó. Nổi mầm lên này. Cỡ này anh em mình trồng được rồi nha. Đó anh em thấy cái mầm không? Đó. Cỡ này anh em mình trồng được rồi. Toàn sẽ để cái này xuống. Hình xuống, tí nữa toàn trồng sâu và toàn sẽ quay tiếp một cái cũng tiếp tục một cái cũng một cái ấy nhưng mà toàn cắt cành. Để nó coi. Là toàn lót, toàn nhớ toàn lót chỗ đây này. Cùng một ngày hôm đó luôn nha anh em ha. Nhưng mà cái cành này toàn không có quay video, toàn quay cái khác. Coi. Đây cái cành này lá còn tư nè, toàn để này coi thử này. Cũng đang bắt đầu có triệu chứng kéo sẹo nha anh em ha. Thôi tí đi để thử nghiệm cái cành này làm cho về chống gậy. Thôi cái này vẫn còn đợi lại nha anh em ha, chưa cái này chưa, chúng ta cứ để lại vậy thôi, ok là thôi. Rồi ta sẽ trồng cái đây nha anh em. Rồi, tí nữa trồng toàn sẽ quay lại cho anh em mình xem nha. À, toàn sẽ trồng lại. Rồi, đó là video cuối cùng nha anh em ha. Có nghĩa là trồng. Thì toàn sẽ trồng nó vào một cái bầu như thế này. Vừa đủ kích thước của cây nó. Và toàn lắp toàn bộ cái phần dưới. Để cho nó mát cái phần thân nha. Sau này nó có ra rễ thêm thì ra rễ kệ nó. Nếu nó ra rễ thì nó ra rễ của cái thân này. Anh em mình nếu mà để ý cái phô từ đầu. Nếu mà ra ngay chỗ nhánh dưới này một cái rễ thì cũng rất là đẹp nha anh em ha. Đó, chúng ta làm nè, ba thân này. Cái này cốt lắc lên. Đó cái ưu điểm của việc chúng ta cắt cái phô như thế này là sâu cái phô trên này nó cái mặt cắt nó không có lớn nha anh em ha. Đó cũng nghe là ta dâm cắt một cái cành dúi hay là một cái nhánh dúi nào mà nó đang đẹp, nó có cốt đẹp như thế này rồi chúng ta chỉ cần tạo cái kích rễ như vậy. Chúng ta ủ như vậy là ok. Sau đó chúng ta trồng một cát, chúng ta tưới nước đẫm một lần duy nhất thôi. Nha anh em ha. Rồi. Anh em mình lót như thế này. Cho lại mát cái bầu. Đó. Chúng ta cứ lót giấy cà tông đó. Nó giữ ẩm lâu nha anh em ha. Đó. Rồi trên thân thì chúng ta cứ quấn nhẹ trên thân vậy, như thế này. Những cái điểm nào cần không có ra mầm thì chúng ta sẽ quấn nó trên thân như vậy. Còn những điểm nào ra mầm thì chúng ta hạn chế quấn, chúng ta chừa ra để cho nó nứt mầm. Nó ra lá, nó ra mầm, nó quang hộp, nó tạo rễ nha anh em ha. Đó. Chúng ta như thế này chúng ta sẽ đưa cái bầu này vào trong mát là được. Để dưới một cái bông râm tán cây nào đó nha anh em ha. Đó, một cái bông râm mát dù vậy thì sẽ ok thôi.
Đó là cách mà Toàn làm nha anh em ha. Toàn làm cho tất cả những cái cây của Toàn, đa phần cây nào Toàn làm vậy. Và anh em nào có mua cái kích rễ thì inbox Toàn. Một hũ kích rễ như vậy Toàn sẽ bán 100.000 nha anh em ha. 100.000 thì anh em mình xài rất là lâu nha. Xài có thậm chí có thể là 1 năm, 2 năm. Đó, đối với những anh em nào mà nhà mình ít cây, còn anh em mình nhiều cây thì chúng ta pha đậm đặc, chúng ta chỉ cần pha đậm đặc chấm cái cỏ chúng ta quét lên thôi. Một muỗng cà phê cho một xíu thôi chúng ta quét lên là đã ok rồi nha anh em ha. Một hũ 100.000. Anh em nào chốt thì inbox Toàn, Toàn sẽ để số điện thoại và số Zalo nằm trên tiêu đề mô tả đó. Anh em mình kết Zalo Toàn cho anh em mình xem cái hũ đó như thế nào nha. Ok, Toàn sẽ xin phép xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Một cây dúi hoàn thiện như thế này. Lá vẫn còn tươi luôn anh em ha. Lá còn tươi nha. Các mầm nó kéo xẹo nha. Chuẩn bị nó sẽ phúng mầm lên. Đây, tầng này phúng mầm lên này. Đó, phúng mầm lên rất là đẹp nha. Một cây dúi rất là đẹp nha anh em ha. Rồi, Toàn xin phép xuống video. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình ngày mới thật là niềm vui, sức khỏe nha.